một tiếng sau. Hả? Hơn đêm nay buồn nào hơn đêm nay khi ngoài đó giò dục ngay liền đó. Trời ơi, xuống khổ mà. Biết không? Bà chỉ có quanh khi con này. Mệt. Ở được gì chứ nhỉ má ơi. Bằng nửa tiếng đồng hồ rồi, không có gì cho như Quy. Xúc vậy không biết chừng nào mới có ăn nữa. Hả? Ê, mày quay lưng lại coi. Hả? Quay lại làm gì? Trời đất ơi, má ơi, con ơi, mày bình tĩnh coi, mày đứng yên coi. Trời ơi, đây mà bình tĩnh, nó nghe cái gì? Nó dài ra bình tĩnh. Gì vậy? Mày đau chết rồi. Vô kia. Lần đầu tiên thấy mày có xin đời không Quy? Thì đợi vài bữa ai mướn không có gì làm được chứ. Ủa, ý cua má bắt chị bán là má đi mua về cho mình ăn gì? Sao quá trời luôn á. Nghe em nghe má nói á, chị nghỉ dịch mấy tháng nay làm lại cực khổ quá trời. Tại vì má mua cua về cho chị tẩm bổ, sướng gần chết luôn nè. Tôi thương má ghê. Tao đi luộc ăn đây. Hả? Luộc đi, luộc đi. Rồi ăn cây. Hả? Chị, mày thấy mới cua tao mới bắt đầu không? Tự nhiên nó mất tiêu. Ủa? Gì? Con không biết gì đâu. Hả? Mày ngon. Ủa sao mày nói má mua gì cho con ăn tẩm bổ? Hả? Ý là con gì má? Suka má. Cá chị qua chơi nè, chị qua chơi nè. Ủa chị qua chơi hả? Ê, ăn cơm không? Em đang nấu cơm nè. Chúng ta qua hỏi này có tết nhất có nơi mà không biết có bác sĩ nào hay không. Tự nhiên cái cổ ta nó nặng dễ sợ luôn vậy. Trời ơi, nhức cổ nhức lưng. Không biết tự nhiên nó nặng dễ sợ luôn. Không biết sao tì cục nó nặng quá trời nặng luôn. Hả? À, chị nè nè, anh cho chị trái bơm nè, chị về chị ăn đi chị. Cái này nó hợp với chị lắm. Ôi, tao không ăn bơm nên thích ăn quýt hơn. Mà tự nhiên cái cổ nó nặng quá trời nặng luôn. Quýt cà gì chị ơi, quýt cà giường kìa. Nhưng mà bơm nó mới hợp với chị. Chị ăn bơm nó mới hợp chị ơi. Hả? Ủa cá, trời ơi trời, trưa nắng chết luôn. Mày làm gì mà mày xuống mà mò mò cái gì vậy? À chị qua chơi hả? Ai đi xuất tép về làm đồ ăn cơm mà chị. Trời ơi, tép ta tép tôm ăn vỏ không gốc làm gì đâu. Tao ở nhà tao ăn tôm càng xanh rong ở tép. Ủa ba tép quỷ gì trai mà ăn mày ơi. Anh em hãy mò mấy con tép nhỏ nhỏ vậy ăn coi. Trời ơi, con tép nhỏ nhỏ xíu à. Trời ơi, uống được gì đó trời đất ơi. Tép nhỏ vậy rồi đủ ai ăn ai nhịn buồn gì đâu. Không có được tâm càng như người ta ăn. Ê cá ơi, cho tao xin con thỏ. Trời ơi, cua biển nó ghẻ ghề ghẻ thúi. Có mấy trăm ngàn ký. Tao mua một lần 10 ký cho ăn kìa mày. Ở đó ăn cua đồng. Cua đồng thịt thà gì đó mà ăn mày ơi. À chị ơi, em đâu có tiền, em đâu có giàu sang mà em ăn cua biển, cua đà ơi như chị. Em đây chị em ăn cua đồng mà chị ơi. Cua đồng của em không mà chị ơi. Đâu có cua biển, cua sang như chị. Hồi sáng ra đồng bắt con cua nhỏ nhỏ về ăn. Chứ đâu có tiền giàu sang như chị ăn cua biển chị ơi. Xin thêm con nữa nha. Ủa má, má bắt xuồng đi đâu vậy? Trời, má bắt xuồng nó khô, đặng đi bắt ốc ghi đi ăn lưới nè. Ê, con đi nữa, con đi nữa. Rồi mày đi thì mày xuống, nhanh nhanh lên. Mày la bắt ốc đi kìa. Ốc gấu trơn không bắt lên dọn gì đâu không à. Con biết rồi, con đang bắt nè, bắt quá trời nè. Mày ở đó mà lo nói ốc gì đó, bắt đi. Tao bắt thì không lo, tao chèo cũng sải cái tay vậy. Chèo cũng sải cái tay vậy. Tường ba la trong chết. Giết tường ba la. Đã tao đi dắt lưới rồi mà mày còn ngồi im coi. Trời ơi, đứa nó sống bây giờ nè. Hả? Nhanh, 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 nhanh. Không biết gọi nó ta. Có vừa lòng hả dạ tao chưa? Nói hoài không biết kìa. Nói hoài không biết kìa. Ủa em, làm gì mà ngồi tin tức
ngửa cái gì vậy? Nhìn đi mệt vậy? Ngồi đợi em xíu ha. Trời ơi, thằng Lý là sáng đi kéo dơ lưới được đâu, được nó tép nhỏ 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 vậy. Trời ơi, trai cưng đi đổ lú đổ ơ, đổ trai của chị thì thấy không? Đi làm ngân hàng. Trời, nó làm ngân hàng hợp tác xã đó em. Em ơi, nó làm ngân hàng khác 60 triệu. Không đi đổ lú được khác gì đâu em ơi. Em mới có làm tên chi nam đó chị. Bàn tép nhỏ 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 gì. Giờ phơi làm cái gì, ta hỏi mày. Giờ là người ta ăn tôm khô đây nè. Cái nhà con nào con lấy bự bằng ngón chân cái nè. Trời ơi, tiền đâu mà ăn tôm khô với chị ơi. Mèo thấy bà luôn nè chị ơi. Đâu ăn bánh tép nhỏ nhỏ làm cái gì. Ta cái đó cho gà cho vịt ăn chứ không người làm gì ăn. Ờ vậy á chị, ờ em cũng có kéo cách nhỏ nhỏ không mà mình ơi thôi chứ mày ăn tôm khô chị ơi. Tôm khô con nào con lấy bự bằng ngón tay cái là em làm gì có tiền ăn tôm khô. Trời ơi, nghèo thấy bà luôn, tiền nó ăn tôm khô. Nhỏ thiệt. Trời em gái, dạo này em thấy đăng clip hay là ra sớm ngoài gì chơi chân vậy? Bộ làm gì bậy bạ chúng nó chửi gì mà sợ vậy em? Trời ơi, mấy bữa nay trời mưa nắng quá bệnh tới chị ơi. Mấy nhỏ chị cũng bệnh dữ lắm em ơi. Chị bệnh muốn chết luôn vậy nè. Nè nè trời ơi trời, mặt chị tái mét, tái mét hết trơn nghe không? Nghe không? Trời ơi, mặt chị tái mét, mới biết trời ơi, không có đi đâu được hết trơn á. Buồn gớt luôn mắt vậy à. Mình muốn xỉu lên, xỉu xuống luôn. Chị nghe coi biết đâu xem sẻ nhau chị cũng điếu thì nhiều xíu nè. Nó dài nó dai không ai nói thiệt. Không có giống gì chị. Trời ơi em bệnh ghê chị ơi. Trời ơi mưa nắng một cái nó hành em muốn chết luôn vậy. Trời ơi nó mệt mỏi gì đâu chân. Không có mừng ăn gì được chân. Con còn khó mà ăn chứ chị ơi. Bệnh ghê nó khổ lắm chị ơi. Bệnh ngộ ghê. Ủa cám đâu mà chơi mà bị đâu vậy? Tại chị cả chạy. Ngại chứ sao sợ chạy trời ơi. Chị nói rồi hả miệng cứ nhăn tùm lên nên phải né chứ chị ơi. Né rồi miệng khóc quá. Miền Tây thì có gì vui? Quay chưa? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một đặc sản của miền Tây non sông nước nha. Chính là đi bắt cá. Cá này rảnh nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi, ta nói về miền Tây mà không được đi bắt cá là uổng phí dữ lắm. Ngoài cái việc mà trầm mình dưới sình dưới ao hương cái áo hai cái quần đồ thì chúng ta phải đối mặt cái vấn đề đạp miệng ốc và miệng gai tất cả các thứ ta bla bla tày tay rất mà tôi nói nó vui lắm, bắt được cá là mừng dữ lắm mọi người. Khúc này tôi bắt được con cá phi nè. Ta nói cái nét diễn giả trai đại con em đem cái điện thoại ra không mà tôi bắt được hai con xong đem cái điện thoại ra bật lên quay họ bắt được xô cá thì càng ngày càng nhiều thì đương nhiên tỷ lệ thuận với việc sình nó đóng càng ngày càng nhiều. Xin chào cả nhà yêu của cá. Khúc này là đi vô nè mọi người ơi, tôi nói đường vô nhà xa 30 mét, ngập nước nãy giờ hơn 30 phút, giờ đổ ra được thành quả của cả một gia đình nọ. Ngoài việc dò cẳng bị thương tốn 3-4 ký xà bông cục để trì cho hết sình thì tôi nói được cái chiều nay được một nồi lẩu mắm chà bá lửa cho cả gia đình ăn. Nói giọng tôi không có khác miếng mấy chị bán hàng nào luôn. Ủa ấy mày đi tác dụng về rồi á hả? Thôi có ghê coi nè, nãy giờ mệt chắc rồi. Có gì không vậy mày? Thì một số luôn nè. Lấy đồ cái đựng bằng cá cho lên nha, nhiều lắm luôn á. Có cà bự bự không? À, đường con cái ốc cà bá con cá tới cực bằng kia luôn. Hả? Ok ok ok, tao lấy dầu ra mình mần liền. Ủa chị cám giống dỗ gì mà chị đem đồ ra quá trời vậy? Sao sáng tao cũng một đống cá luôn kìa, cá lóc gì đủ thứ trơn á. Đem đồ ra mần mày quá trời nè. Đó đã vậy hả? Còn em phụ anh phụ chị nè. Ờ vậy cứ cho phụ chị nè, trời ơi cưng nhất xích à. Trời ơi chị mẹ con chị đã quá trời luôn nha, đổ cái đi lên phụ chị nè. Nè nè nè, đổi cho hai chị em mình mần nè. Mà vui thế, vượt pha qua sông trái tim rung ràng khối. Khi bạn ở nhà Vi Lai. Ấy à, chưa bao cái gì không á? Sáng sớm giờ mình làm thì ôm gió không đi. Trời biết, chị lướt lướt trong nhà kìa, không được làm. Tối ngày ở bên cái không hà, phụ giúp gì cha mẹ hay chăng á? Ờ, biết rồi. Đi túi giùm tao đem ra giùm cái đi à. Con đem túi nè. Ờ nhà cái sao chị nó có tém bán túi rồi. Đem gà nè. Ra sẵn tay ướt mà cho vịt ăn luôn đi. Vịt con đói kìa. Con đem cho ăn nè. Cái này là tấm heo luôn đi con. Trời ơi chưa tấm heo cái tao quên nữa. Cả con đem ăn nè. Ê ừ làm gì nữa nè. Ý hà. Xong hết rồi đó. Anh em mới làm gì vậy? Tôi đi làm tóc về rồi tao mới đi dũi tóc kìa. Ôi ôi cắt cái máy có mấy cộng vậy mà tốn hết 15 ngàn đó mày. Nè nè kẻ không kẻ không kẻ khôn quá không kẻ không để 15 ngàn xuất sắc. Mỗi khi bạn kiếm đồ. Ủa má có cái điện thoại con đâu không? Mà sao con kiếm hoài chứ không thấy vậy? Mẹ ở đâu rồi mày kiếm mày hỏi tao. Trời tao đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà cái gì tao cũng biết. Không có đâu nãy lớn để nhạc mà. Thôi mày ơi
giỏi lắm mà. Chắc hết pin là điện kiếm được gì. Tối ngày ôm điện thoại con Ngọc Hành không ngon gì. Ngọc ngu như bò vậy trời ơi. Để con đi vô hầm kiếm ơi. Ê mày ơi, kiếm đâu có đâu. Tao để đầu tủ tao cắt giùm mày đó. Bỏ tùm lum hết trơn cho chúng nó lụm hay gì. Hả? Trời ơi. Mỗi khi mẹ kiếm đồ. Mày cầm quay. Ý, mày thấy cái điện thoại tao để đâu không? Tao để đâu mất tiêu rồi nè, không thấy được nè. Đâu có, mà đâu biết đâu, nó cắt đâu, nó cắt kiếm đi, chứ nó không biết. Mà mày có lấy điện thoại tao không? Cái mồi này mày lấy nè, chứ không ai lấy hết trơn á. Tao là tao biết mày lấy nè, còn để đâu? Không, trời ơi, mày đâu có lấy nó làm chi, đâu lấy điện thoại tao làm gì. Mày lấy mày cắt đâu rồi nữa, mày chưa biết là tao đưa cái điện thoại tao đi kiếm được điện cho mày về à. Mày hỏi nó đi. Có tối ngày có điện thoại tao lấy à, chơi điện thoại mà không đủ hết pin cái gì, bắt điện thoại mày hết pin cái gì, lấy điện thoại tao chơi, tao có biết mày chơi mà, tao đâu có tối lấy mà lấy đâu mà lấy, khỏi nói mày đưa đâu lại, có nè, tại tao bỏ túi rồi thì giết chết tao không biết à, con là con nghĩ má nên đổi tên là vừa đó, họ là họ Võ phải không, tên là Đỗ Thừa, Võ thì Đỗ Thừa nó hợp hơn. Mỗi khi tôi coi tivi với mẹ, báo sẽ có mưa dông trong ngày hôm nay. Cảnh báo của mưa lớn tập trung. Mày không phải đặt có truyền hình, có tivi, có thời sự nữa mày. Tối ngày hôm nay hỏi đi, hát đi gì vậy? Hả? Thì lỡ vậy, hôm nay có truyền hình có lỡ gì? Trong vòng. Thanh niên như mày là có thời sự hả? Chồng chắc tao tin chắc chưa, thì vậy gì ngủ mất tiêu chứ đâu. Mày ở to tao không hiểu. Xã hội 4.0 là đang cho coi truyền hình trời. Tao nói mà rất là lạ. Cảnh báo mưa lớn tập trung. Trời ơi, chưa kịp nói thì ngủ mất tiêu rồi. Đâu ngủ đâu? Trời ơi, mất nằm đây coi chuyện tình nãy giờ ngủ gì mà ngủ? Ngủ biết đâu luôn. Ngủ có nha, nhưng chị đã dạy cái gì mà nói nghe này. Tao nói chứ thật sự. Chứ đây cái gì có thật sự tính chứ gì? Trời ơi, tao không ngủ. Có giờ ngủ trời ơi. Tao đi ở quá nhiều quá. Đây là tôi khi đi mua đồ dùng mẹ. Có con xong hết chưa vậy con? À có con xong mày đẹp, có con 59 ngàn. Rồi rồi vậy con lấy đỡ tờ này nghe, con không có tiền lẻ. Trời ơi mày đưa tiền chẳng sao tao lấy được. Đưa tiền lẻ thôi. Vậy con cầm đi rồi con thói lại cho con. Cái má con đưa tờ này con đâu có tiền lẻ đâu. Trời ơi mày đưa tiền lớn lấy tiền cho tao thò đi tiền lẻ thôi. Cái má con thôi nè lấy đi. Mày đưa đất tiền đi rồi mới mốt lại trả tao. Coi như mày thiếu tao 59 ngàn. Trời ơi, có tiền mà còn bị dính chữ thiếu nợ nữa trời. Còn đây là mẹ tôi. Ủa chị, rồi tiền của em hết nhiêu vậy chị em gửi? Trời ơi, làm gì gấp ba nè, đổ kêu 59 ngàn. Chị lấy đỡ tờ này, chị thôi giùm em á, chứ em... Trời ơi, có tiền lẻ không đưa tao đi nhiều ơi, đưa tiền chẳng quá sao mà tao thôi, là biết thôi, chết nha. Tiền lẻ đi. Thôi, đưa tiền lẻ nhiều quá, ngại lắm chị ơi. Trời ơi, tiền lẻ sao cũng được, cho em đừng đưa tiền chẳng, chẳng là biết thôi lắm chứ, đưa tiền lẻ thôi. Đèn nhiều bị tối đẹp mùa hè. Một năm bữa tới lại mang ban nhạc hát em nghe. Nhẹ nhàng anh nắm tay có điều chi thọ thể. Mày điếm rồi chưa? Từ từ. Tao đang biết làm quên nó tiêu rồi. Mấy cái đấy, cởi đồng đó. 1, 2, 3. Rồi rồi, vô ngồi chuẩn bị đàng hoàng nghe tao chưa? Dâu mà gần 2 giờ khuya 1 bài. Ê, con Nguyễn nhiều chuyện không hồi tao đóng cửa thả gió mình tin không? Chứ, mà còn ngay nữa. Mình đặt hết. Ấp nè. Bỏ heo ra liền, trời ơi, ba không nghe bên đây nè, bỏ heo ra. Mày đánh kiếm gì? Bài tả tàn cốc ở mấy ghim, mày dụ mày đó. Lần cuối lần đến tàu thì giả luôn cho mà coi. Ôi, đôi, tới. Tới. Heo, tới. Trời ơi, ta vui lắm chứ. Tao không tha mày mới chịu. Phải không, con quỷ kia. Né, bắt né. Đến đây, đến đây. Bữa nay tao không quýnh mày là tao làm con của mày. Mày mà không ngồi yên cái một hồi giết tay tao.